Đây các bác ơi, đây là những cái dụng cụ dùng để chiến gà này. Cái này là để gắp cái hòn kê này. Cái này thì chọc cái màng trắng nhá, cái màng trắng trên cái hòn kê đấy nhá. Đấy, mỗi cái thì có một cái công dụng. Còn cái này thì cò cưa những cái mạch máu ở gần gần hòn kê đấy. Đẹp lắm, đấy. Thì đứt đấy, có cưa thì mới đứt được. Nếu mà mình dùng dao thì cũng đứt, nhưng mà dùng dao thì để ăn thịt thôi. Cái này dùng cò cưa để thiến về để béo ăn thịt nó ngon. Rồi đem cái cò cưa này. Đấy. Còn cái cò cưa này là phải cưa cho nó đứt. Nếu mà như vậy thì làm săn mạch máu lại. Cò cưa để săn mạch máu lại, đồng thời làm đứt cái hòn giái ra mới gắp lên được. Còn cả cái này này, cái này để lúc mình cò cưa cái hòn giái xong mình gắp không được ấy, gắp không được thì mình chọc lên. Còn đây là cái dao để rạch nhá. Khi mà mình đã tìm được cái vị trí để thiến rồi, mình sẽ lấy dao để rạch đây. Đấy. Thế dùng dao này rạch. Nhưng mà chú nhớ thế này không bao giờ. Còn cái này, các bác nhìn này. Cái này là dùng để mở rộng cái chỗ mình cắt ra này. Ơi. Dạ. Muốn mở rộng thì mình kéo lên đây này. Đấy. Mẹ ơi. Dạ. Đây là những cái dụng cụ để khiến gà này. Em chọn ăn được cái bánh to đó hết thì nó ăn cơm. Thầy khiến rồi. Thầy rồi. Thầy khiến mà thầy gái. Rất là tỉ mỉ luôn. Chị. Còn cái này cũng dùng để gắp nè. Quá trời luôn. Đấy, đẹp lắm luôn, hồn lên nào hồn đấy sạch sẽ lắm. Những bộ dụng cụ khiến gà ấy. Này kéo cắt cắt đuôi. Nhiều lúc mình nhiều quá thiến mấy chục con không biết con nào thiến rồi. Thì mình cắt đuôi đi để phân biệt.